Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em môn công nghệ lớp 6, bài số 9 sẽ kết nối chi thức cuộc sống nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình xong bài số 9, bài thời trang nhé. Như vậy là sau bài học này em sẽ trình bày được các kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và bước đầu hình thành phong cách thời trang của bạn khác. Như vậy là mình thấy là mỗi người sẽ có một phong cách thời trang khác nhau. Bài học hôm nay mình sẽ học các phong cách thời trang khác nhau của mọi người nha. Giờ trước hết mình sẽ có câu hỏi đầu bài: thế nào là mặc hợp thời trang, phong cách thời trang là gì và có những phong cách thời trang nào thường thấy trong cuộc sống? Như vậy là mặc hợp thời trang có nghĩa là mình sẽ mặc những kiểu thời trang được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định. Mình thấy là thời trang ngày xưa ha, thời trang hiện nay khác đúng không? Thì mình phải ăn mặc cho phù hợp với thời đại ngày nay đúng không? Tiếp theo là phong cách thời trang là cách mặc trang phục tạo nên vẻ đẹp, nét độc đáo riêng cho từng cá nhân và được lựa chọn bởi tính cách, sở thích của người mặc. Mình thấy là có 4 phong cách thời trang, gồm có phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách dân gian và phong cách lãng mạn đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi này nha. Như vậy là câu hỏi này các em trả lời như sau. Trước hết, mặc thời trang là mặc theo kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong xã hội qua một khoảng thời gian nhất định. Phong cách thời trang là cách mặc trang phục tạo nên vẻ đẹp, nét độc đáo riêng cho từng cá nhân và được lựa chọn bởi tính cách, sở thích của mọi người. Và mình thấy là có 4 phong cách thời trang, đó là phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách dân gian và phong cách lãng mạn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học về một la mã thời trang trong cuộc sống. Thời trang là những kiểu thời trang được sử dụng phổ biến trong xã hội và một khoảng thời gian nhất định. Mình sẽ quan sát hình 9.1. Đây là thời trang của phụ nữ Việt Nam. Hình bên trái chính là thời trang của phụ nữ Việt Nam vào thế kỷ thứ 19. Và thời trang hình B chính là thời trang hiện nay của các phụ nữ Việt Nam. Đúng không? Thời trang thay đổi do ảnh hưởng của các yếu tố như là về văn hóa, về xã hội, về kinh tế, về sự phát triển của khoa học và công nghệ. Sự thay đổi của thời trang được thể hiện qua các kiểu dáng, các chất liệu, các màu sắc, đường nét và họa tiết của trang phục đúng không? Thì mình thấy là các thời trang của phụ nữ thế kỷ 19 thì màu khá là tối, chất liệu khô sơ đúng không? Đường nét thì nó không có đẹp và không hầu như là không có họa tiết gì đúng không? Còn mình thấy là thời trang phụ nữ ngày nay thì rất là đẹp đúng không? Vải rất là mềm mại đúng không? Kiểu dáng rất là đẹp và mình thường người ta sẽ thêm một số họa tiết để nhắn vào cái trang phục cho đẹp hơn đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi khám phá: nếu sự khác biệt về thời trang của phụ nữ Việt Nam giữa hai khờ điểm khác nhau trong hình 9.1. Như vậy là hình A chính là phong cách thời trang phụ nữ ngày xưa, trang phục kín đáo, tóc quắn khăn, màu sắc giản dị. Còn hình B là phong cách thời trang hiện đại, màu sắc rất là tươi sáng, kết hợp thêm các phụ kiện như là giày, túi xách, đai váy nên người phụ nữ trẻ trung và biến dụ hơn, đúng không? Giờ bây giờ thầy sẽ trả lời câu khám phá cho các em luôn nha. Như vậy câu khám phá các em trả lời như sau: nhận xét về phong cách thời trang của phụ nữ Việt Nam giữa hai thời điểm khác nhau trong hình 9.1. Hình A thì phong cách thời trang của nữ Việt Nam ngày xưa, trang phục dài kín đáo, tóc quấn khăn và màu sắc giản dị. Còn hình B là phong cách thời trang hiện đại, màu sắc tươi sáng kết hợp trong các phụ kiện như là dài, túi xách, đai váy nên được phụ nữ trẻ trung và biến dụ hơn. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng.
Giờ tiếp theo là mình sẽ đọc nội dung. Mốt thời trang là gì? Mốt thời trang là sự thay đổi các kiểu quần áo, cách mặc được số đông ưa chuộng trong mọi thời kỳ. Mình thấy là mỗi thời kỳ thì thời trang nó sẽ thay đổi khác nhau, đúng không? Thì nếu mà mình ăn mặc đúng mốt, có nghĩa là mình sẽ đúng thời trang của thời điểm mình đang mặc, đúng không? Đang sinh sống. Tiếp theo là ngành thời trang là ngành công nghiệp thời trang bao gồm các lĩnh vực như là thiết kế nè. Thì mình thấy có ở Việt Nam cũng có nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, đúng không? Thiết kế rất là nhiều mẫu đẹp. Tiếp theo là sản xuất, phân phối, quảng bá, tiêu thụ các loại trang phục. Ngành này đã mang lại nhiều việc làm cho người lao động. Mình thấy là ngành dệt may Việt Nam cũng khá phát triển, và ngành may Việt Nam xuất khẩu cũng khá nhiều quần áo sang các nước như là châu Mỹ và châu Âu, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ học về hai la mã, một số phong cách thời trang. Phong cách thời trang là cách mặc trang phục tạo nên vẻ đẹp, nét độc đáo riêng của từng cá nhân và được lựa chọn bởi tính cách, sở thích của người mặc. Chứ mình sẽ nói về phong cách cổ điển trước. Phong cách cổ điển có nghĩa là mình sẽ cách mặc trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc và lịch sự. Phong cách cổ điển phù hợp với nhiều người, thường được sử dụng như là khi mình đi học nè, khi đi làm hoặc là tham gia các sự kiện có tính chất quan trọng thì mình sẽ sử dụng phong cách cổ điển nha. Ví dụ như là khi mình đi làm thì mình có thể sử dụng quần tây áo sơ mi hoặc là thêm áo vest nữa, tùy theo công ty, chức vụ của mình. Chức vụ mình lớn thì mình có thể sử dụng thêm áo vest, đúng không? Tiếp theo là phong cách thể thao, là cách mặc trang phục có thiết kế đơn giản, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn, thoải mái khi vận động. Phong cách thể thao có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng lớn tuổi khác nhau. Phong cách thể thao thì sẽ phù hợp khi mình đi dạo phố hoặc là đi chơi thể thao, đúng không? Hoặc đi những nơi mà gần nhà chẳng hạn thì mình có thể sử dụng thời trang phong cách thể thao. Tiếp theo mình sẽ nói về phong cách dân gian, là cách mặc trang phục có nét đặc trưng của trang phục dân tộc, về hoa văn, về chất liệu, kiểu dáng. Phong cách dân gian vừa mang lại vẻ đẹp hiện đại, vừa đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc. Nhiều phong cách dân gian thì mình thấy là những cái trang phục mà của người dân tộc thiểu số thì người ta mặc, thì những trang phục đó người ta gọi là phong cách dân gian nha. Ví dụ như là người Khmer, đúng không? Tiếp theo mình sẽ nói về phong cách lãng mạn, là cách mặc trang phục thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại, không quá các đường cong, đường uốn lượn, thường sử dụng cho phụ nữ. Thì phong cách lãng mạn thì sẽ phù hợp cho những cái buổi đám tiệc như là đám cưới, sinh nhật, đúng không? Hoặc là bữa liên quan gì đó thì người ta sử dụng phong cách lãng mạn thì nó sẽ phù hợp hơn, đúng không? Giờ như mình sẽ có hình A, B, C, D là sẽ tương ứng với phong cách khác nhau, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi luyện tập. Hãy cho biết các bộ trang phục trong hình 9.2 thể hiện phong cách thời trang nào? Mình sẽ quan sát lại các hình nha, để mình xem trang phục đó sẽ thể hiện phong cách thời trang nào nhé. Như vậy là mình quan sát là hình A thì mình thấy là phong cách thời trang phụ nữ Việt Nam chính là phong cách lãng mạn. Thì phong cách này sẽ phù hợp với lại khi dự đám tiệc này kia, hoặc là đi du lịch, đi chơi cũng được, đúng không? Hình B chính là phong cách cổ điển. Thì phong cách cổ điển thì phù hợp với những buổi đi làm, đi họp này kia, đúng không? Tiếp theo là hình C sẽ phù hợp với phong cách thể thao, thì có thể đi dạo phố hoặc là đi tập thể dục người khác, hoặc là sử dụng ở nhà cũng được, đúng không? Tiếp theo là hình D chính là phong cách dân gian. Phong cách dân gian này thì phù hợp với những nơi mình có hay mặc ở nhà, hoặc là những tham gia những lễ hội có tính chất dân gian, đúng không? Giờ hãy sẽ trả lời câu hỏi luôn nha. Như vậy là mình sẽ trả lời như sau. Các trang phục trong hình 9.2 thể hiện phong cách thời trang theo bạn sao? Hình A chính là phong cách lãng mạn, hình B chính là phong cách cổ điển, hình C là phong cách thể thao, và hình D chính là phong cách dân gian nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng.
Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi kết nối năng lực nhé. Hãy tìm hiểu một số phong cách thời trang phổ biến hiện nay và lựa chọn phong cách mà em yêu thích. Như vậy là bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về một số phong cách thời trang phổ biến hiện nay nhé. Giờ sau đó mình sẽ em yêu thích loại phong cách nào thì em sẽ kể ra, đúng không? Như vậy là phong cách phổ biến hiện nay thì mình thấy là có phong cách thể thao và phong cách lãng mạn. Với những phong cách với những trang phục liên tục được thay đổi theo xu hướng vì màu sắc, về kiểu dáng thể hiện được phong cách người mặc. Đúng không? Em thích phong cách thể thao vì thiết kế thường đơn giản, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ, phải phắn, thoải mái khi vận động, thể hiện được cá tính của em. Đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi kết nối năng lực nha. Như vậy là mình sẽ trả lời như sau. Như vậy phong cách phổ biến hiện nay là phong cách thể thao và phong cách lãng mạn với những trang phục liên tục được thay đổi theo xu hướng. Về màu sắc và kiểu dáng thể hiện được phong cách người mặc. Em thích phong cách thể thao vì thiết kế đơn giản, thường đơn giản, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ và phải phắn, thoải mái khi vận động và thể hiện được cá tính của em nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là kết nối nghề nghiệp. Mình sẽ tìm hiểu về nhà thiết kế thời trang. Như vậy là mình thấy là mình các em hay xem TV thì mình thấy là nhà thiết kế thời trang Minh Thành chẳng hạn thì là một nhà thiết kế thời trang rất là nổi tiếng. Thì nhà thiết kế thời trang chính là gì? Nhà thiết kế thời trang chính là người thiết kế quần áo, phụ kiện, giày dép và tạo ra những bộ sưu tập dòng sản phẩm thời trang. Họ về phát thảo, lựa chọn chất liệu và hoa văn, chỉ dẫn cách sản xuất sản phẩm theo mẫu thiết kế, đúng không? Chính là nhà thiết kế thời trang. Tiếp theo mình sẽ học về trả lời câu vận dụng nhé. Cho biết phong cách thời trang của các thành viên trong gia đình em là gì và em thích phong cách của thành viên nào nhất. Như vậy là bây để trả lời câu hỏi này thì các em sẽ quan sát thời trang của ba mẹ mình, đúng không? Xem phong cách như thế nào. Giờ theo em thì mình sẽ thích phong cách nào hơn, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời ví dụ thôi nha. Về ba mẹ mỗi người một khác nên thầy chỉ là trả lời ví dụ thôi. Ví dụ như là phong cách thời trang của các thành viên cho gia đình em sẽ là: bố em thường mặc trang phục phong cách cổ điển, nghiêm túc lịch sự khi đi làm và phong cách thể thao khi đi chơi, đi du lịch. Mẹ em thì thích phong cách lãng mạn, các trang phục nhẹ nhàng, mềm mại khi đi chơi và du lịch. Mẹ em thường trang phục thể thao. Và chốt câu cuối cùng thì em thích phong cách của mẹ em nhất. Nếu mà các bạn nữ thì mình nói là em thích phong cách của mẹ nhất. Còn nếu là các bạn nam thì mình có thể nói là em thích phong cách của bố em nhất, ba em nhất, đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy gì dạng giới thiệu bánh khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nhé. Các em có thể chia sẻ video này với bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé. Càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.